Trên thế giới, đa số người Mỹ muốn theo dõi cuộc tranh luận Biden-Trump. Bốn nước châu Âu kêu gọi EU xây phòng tuyến dọc biên giới với Nga-Belarus. Đảo chính hụt ở Bolivia. Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa mang nhiều đầu đạn. Thủ tướng Hà Lan làm tổng thư ký mới của NATO. Tại Việt Nam, Quốc hội thông qua luật cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế. Chuyện lạ, cả nghìn hộ dân có đất ở nhưng không được ở. Hà Nội nêu nguyên nhân vụ cháy nhà ở Trung Kính khiến 14 người thiệt mạng. Toyota Việt Nam thông báo thu hồi gần 500 xe bị lỗ. Cùng chào đón tất cả quý vị đã đến với chương trình trưa nay ngày 27 tháng 6 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi trưa an lành. Và sau đây sẽ là các sự kiện nổi bật trên thế giới. Mở đầu là thông tin đa số người Mỹ muốn theo dõi cuộc tranh luận Biden-Trump. Thưa quý vị, cuộc khảo sát do hãng thông tấn AP phối hợp cùng với Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công NORC thực hiện và công bố kết quả vào ngày 26 tháng 6 cho thấy 64% người được hỏi cho rằng họ có thể xem, nghe một phần hoặc toàn bộ cuộc tranh luận sắp tới giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kết quả khảo sát cho thấy hàng triệu người Mỹ đã sẵn sàng nghe những gì Tổng thống Biden và ông Trump sẽ nói trên sân khấu trước cuộc tái đấu cuối năm nay, dù ngày tranh luận diễn ra sớm hơn so với thường lệ. Các cuộc tranh luận Tổng thống trước đây thường được tổ chức từ tháng 9. Ông Biden và ông Trump hồi tháng 5 đã đồng ý tham gia hai cuộc tranh luận trực tiếp vào tháng 6 và tháng 9. Cuộc tranh luận đầu tiên do CNN tổ chức diễn ra vào ngày 27 tháng 6 ở thành phố Atlanta, bang Georgia và kéo dài 90 phút. Hai bên đã đồng ý với bộ quy tắc do CNN đề xuất như hai ứng viên đứng trên bục giống nhau và vị trí được quyết định bằng cách tung đồng xu. Toàn bộ micro trong trường quay sẽ bị ngắt trong suốt cuộc tranh luận, ngoại trừ mic của ứng viên đang phát biểu. Sự kiện không có khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay và thành viên chiến dịch tranh cử của hai bên không được tiếp xúc với ứng viên trong lúc tranh luận. Về chủ đề này, Khỏe Tự Nhiên cũng đã có một video phân tích riêng về màn đối đầu chưa từng có trong lịch sử Mỹ. Chúng tôi sẽ gắn link để quý vị tiện theo dõi. Tiếp theo, bốn nước châu Âu kêu gọi EU xây phòng tuyến dọc biên giới với Nga và Belarus. Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia vào ngày 26 tháng 6 kêu gọi Liên minh châu Âu xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới của khối với Nga và Belarus để bảo vệ EU khỏi các mối đe dọa quân sự và các hoạt động khác. Trong một bức thư gửi EU và sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Bỉ vào ngày 27 tháng 6, lãnh đạo bốn quốc gia có chung đường biên giới với Nga và Belarus cho biết, dự án này nhằm bảo vệ liên minh 27 nước với 450 triệu dân và cũng sẽ cần sự hỗ trợ tài chính của tất cả các thành viên. Một số nhà ngoại giao EU ước tính chi phí xây dựng một tuyến phòng thủ như vậy dọc theo biên giới EU dài 700 km vào khoảng 2 tỷ 500 triệu euro. Đầu tư của châu Âu vào quốc phòng và tài chính sẽ là một trong những chủ đề thảo luận chính giữa các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh khi cuộc chiến của Nga-Ukraine sẽ bước sang năm thứ ba. Bức thư có viết rằng, các biện pháp đặc biệt cần được áp dụng vì biên giới của EU phải được bảo vệ và bảo vệ bằng các biện pháp quân sự và dân sự. Đảo chính hụt ở Bolivia. Vào ngày 26 tháng 6, đảo chính đã xảy ra ở Bolivia sau khi chiếm phủ Tổng thống, Tổng tư lệnh lực lượng quân đội Bolivia, ông Juan José Zúñiga, tuyên bố cuộc tấn công vào trụ sở chính phủ là nhằm thiết lập lại nền dân chủ và giải phóng các tù nhân chính trị. Phát biểu tại phủ Tổng thống, ông Zúñiga cho biết sẽ trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và những sĩ quan quân đội hiện đang bị giam giữ. Cựu Tổng tư lệnh quân đội Bolivia khẳng định, công chúng ủng hộ hành động này, kêu gọi thành lập nội các mới nhưng không đề cập khả năng lật đổ Tổng thống Luis Arce. Báo chí Bolivia đưa tin, trong những ngày qua, ông Zúñiga đã có những bất bình và tuyên bố chống lại việc cựu Tổng thống Evo Morales sẽ ra tái tranh cử vào năm 2025. Ngay sau khi diễn ra vụ việc, Tổng thống Luis Arce chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức của tướng José Wilson Sánchez, người thay thế tướng Zúñiga trong vai trò tư lệnh lục quân Bolivia. Ngay sau khi nhậm chức, ông Sánchez đã kêu gọi các binh sĩ đảo chính trở về doanh trại để tránh đổ máu. Vài giờ sau, binh sĩ đảo chính bắt đầu rút khỏi quảng trường và cảnh sát triển khai để kiểm soát tình hình. Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết tướng Zúñiga đã bị bắt sau sự việc, nhưng chưa rõ ông bị dẫn giải tới đâu. Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa mang nhiều đầu đạn.
Hãng thông tấn KCNA đưa tin, trong cuộc thử nghiệm vào ngày 26 tháng 6, cơ quan quản lý tên lửa Bắc Triều Tiên đã thành công thử nghiệm phân tách và điều khiển dẫn đường cho từng đầu đạn di động. Bắc Triều Tiên cho biết cuộc thử nghiệm nhằm đảm bảo khả năng MIRV đề cập đến công nghệ đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập, cho phép một tên lửa đạn đạo có thể phóng nhiều đầu đạn tới các mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên, thông báo này mâu thuẫn với đánh giá của Hàn Quốc trước đó rằng tên lửa đã phát nổ trên không. Giới Bình Nhưỡng cho hay, cuộc thử nghiệm sử dụng động cơ giai đoạn đầu của tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tầm trung trong bán kính 170-200 km. Cũng theo KCNA, các quan chức Bắc Triều Tiên nhấn mạnh việc nâng cao khả năng MIRV là một nhiệm vụ công nghệ quốc phòng rất quan trọng và là ưu tiên hàng đầu của quân đội, đồng thời cho thấy đây cũng có thể là ưu tiên hàng đầu nhà lãnh đạo nước này. Thủ tướng Hà Lan làm Tổng thư ký mới của NATO. Cũng vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, thưa quý vị, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chọn Thủ tướng Hà Lan, ông Mark Rutte, làm Tổng thư ký tiếp theo của tổ chức này, thay thế ông Jens Stoltenberg, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10 tới đây. Ông Rutte, 57 tuổi, lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 5 của Liên minh châu Âu-EU trong 14 năm qua, nhận được sự ủng hộ của các thành viên quan trọng trong NATO như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông được đánh giá cao nhờ lập trường linh hoạt trong tìm kiếm đồng thuận và có quan điểm ủng hộ Ukraine. Nhiệm kỳ sắp tới của ông Rutte được dự báo là sẽ không dễ dàng. Người đứng đầu NATO sẽ phải đối mặt với cuộc xung đột Nga-Ukraine và khả năng ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 có thể sẽ ảnh hưởng tới các quyết sách của tổ chức này. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với các thông tin tại Việt Nam. Quốc hội thông qua dự luật cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 27 tháng 6, với 388 trên 450 bằng 79,84% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế. Về trường hợp không uống rượu bia mà vẫn có nồng độ cồn trong máu, Quốc hội đã yêu cầu bổ sung dự thảo điều khoản giao Bộ Y tế quy định về cách xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu. Dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng quy định, trừ điểm giấy phép của lái xe vi phạm, số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc theo tính chất, mức độ của hành vi. Ngoài ra, xe chở học sinh, trẻ em mầm non phải có thiết bị ghi hình ảnh học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ trên xe. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý tại Lâm Đồng liên quan đến đất đai. Mới đây, người dân ở xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng phản ánh 4 năm qua đã khổ sở vì cảnh có đất nhưng lại không được ở. Theo phản ánh, vào năm 2020-2021, họ đã mua đất từ người dân địa phương. Các thửa này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó ghi rõ là đất ở nông thôn, trong thời hạn sử dụng và có đầy đủ các thông tin pháp lý, điều kiện sử dụng và đều đóng thuế đúng quy định. Khi tỉnh ra thông báo 315 tạm dừng toàn bộ việc đầu tư xây dựng trên đất tại thôn 56 xã Lộc Quảng để kiểm tra, người dân đã tuân thủ. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 năm, người dân vẫn chưa nhận được kết luận về phương án giải quyết, khiến cho các thửa đất và nhà đã xây một phần thì bị bỏ hoang, xuống cấp và thiệt hại lớn. Cuộc sống bị đảo lộn, nhiều gia đình nhỏ được ba mẹ phân lô tách thửa phải chuyển về sống chung trong điều kiện bất tiện, phải cải tạo lại nhà kho để có đủ chỗ ở. Theo phản ánh, tỉnh Lâm Đồng đã ra thông báo mà không có thời hạn xử lý đã khiến cho một số gia đình gặp khó khăn, nguy cơ bị phát mãi tài sản và dính nợ xấu. Đáng chú ý là tại khu vực này có cả ngàn hộ dân có tình trạng tương tự. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay thông báo 315 để điều hành tạm thời. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định 51 có hiệu lực từ ngày 4 tháng 9 năm 2023, thay thế toàn bộ văn bản đã ra trước đó. Thông báo 315 đến nay không còn ý nghĩa, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn liên quan. Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư Đồng Nai cho hay, theo luật xây dựng sửa đổi bổ sung, các công trình cấp 4 quy mô dưới 7 tầng và không thuộc quy hoạch thì chủ sở hữu không chỉ được xây dựng trên phần đất ở đã được chuyển đổi mục đích sử dụng mà còn được miễn giấy phép xây dựng. Với câu chuyện của người dân xã Lộc Quảng, chính quyền cấm người dân xây nhà trên đất ở là sai luật. Tỉnh Lâm Đồng cần có phương án để tránh gây thiệt hại lớn hơn cho người dân. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác. Hà Nội nêu nguyên nhân vụ cháy nhà ở Trung Kính khiến cho 14 người thiệt mạng.
Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua ngày 26 tháng 6, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, nguyên nhân vụ cháy nhà trọ tại Trung Kính, quận Cầu Giấy là do đường dây dẫn tại đầu xe máy điện bị chập, làm cháy lớp vỏ cách điện rồi lan sang các xe máy xung quanh. Vụ cháy khiến cho 14 người thiệt mạng, trong đó có 2 người trong gia đình chủ nhà và 12 người thuê trọ. Cảnh sát cho hay, do 2 người tổ chức cho thuê trọ là chủ nhà đã tử vong trong vụ cháy nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Hiện cảnh sát điều tra đang làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý xây dựng đối với nhà trọ này. Cũng trong chiều cùng ngày, Thiếu tướng Tùng cho hay, sau khi kiểm tra hơn 3.100 chung cư mini chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, tổng số vi phạm ghi nhận được là gần 9.500 lỗi, thu gần 13 tỷ đồng. Tính đến ngày 15 tháng 6, Công an thành phố đã kiểm tra 37.000 cơ sở nhà thuê trọ thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành, quận, huyện kiểm tra hoạt động của chung cư, nhà cao tầng liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Toyota Việt Nam thông báo thu hồi gần 500 xe bị lỗi. Trong thông báo vào ngày 26 tháng 6, Toyota Việt Nam cho hay chương trình này áp dụng cho các xe được sản xuất từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 21 tháng 3 năm 2024 và sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 26 tháng 6 tại tất cả các đại lý Toyota trên toàn Việt Nam. Theo Toyota, có 463 xe bị ảnh hưởng. Báo cáo từ Toyota Việt Nam cho hay số xe bị mắc lỗi đến từ thanh tăng cứng là bộ phận được hàn bên trong sàn xe. Trong đó, thanh tăng cứng bị ảnh hưởng có thể thiếu một điểm hàn, nguy cơ bị bong tách, ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của xe, làm tăng sự biến dạng của thân xe khi xảy ra va chạm. Toyota Việt Nam khuyến cáo, khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng nhanh chóng mang xe tới các đại lý Toyota, căn cứ vào kết quả kiểm tra, xe của khách sẽ được bổ sung điểm hàn. Thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến 1 đến 2 giờ một xe và hoàn toàn miễn phí. Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, Toyota Việt Nam cũng đã thông báo thu hồi gần 26.000 xe Veloz, Avanza và Jazzy Cross vì lực siết đai ốc giảm chấn có thể không đảm bảo. Ngoài ra, gần 6.400 xe cũng trong diện thu hồi khắc phục liên quan đến chụp bụi. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!